Mặc dù được sự hỗ trợ từ các nước lân cận nhưng mới đây đại diện ban quản lý thiên tai Indonesia cho biết để kiểm soát đám cháy thì các nước vẫn cần phải nỗ lực hơn. Hôm 15 tháng 10, Úc đã điều thủy phi cơ đến Indonesia để hỗ trợ nước này kiểm soát cháy rừng. Do đám cháy rừng lớn nên chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều mới mong dập tắt được. Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý thiên tai tại đảo Sumatra là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất có 769 điểm vẫn còn đám cháy. Theo ông Rapan Gilao Số điểm nóng không nói lên được mức độ hiệu quả của công tác chữa cháy. Nếu chúng ta nói về các điểm nóng, tôi có thể nói rằng tình hình còn nhiều biến động. Ít ra trong giai đoạn 1 của công tác chữa cháy, chúng tôi đã cố gắng chế ngự được phần lớn đám cháy. Trong giai đoạn 2, chúng tôi sẽ cố gắng để đám cháy không lan rộng. Không chỉ riêng Úc mà thủy phi cơ của các nước khác như Singapore, Malaysia cũng đã được điều đến để hỗ trợ Indonesia. Tại Singapore, chỉ số ô nhiễm đã vượt mốc 150, cho thấy chất lượng không khí đang xuống cấp.